Xin chào quý anh chị nha. Hiện tại bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt vừa về được 3 xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu nha quý anh chị. Thì có máy dầu số sàn, máy dầu số tự động, đời thì từ 17 20 nha quý anh chị. Thì nếu như quý anh chị nào mình cảm thấy một trong những cái xe đó phù hợp với nhu cầu của mình nè, phù hợp với tài chính của mình thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp cho Đạt, số điện thoại của Đạt là 0932 192 611 để Đạt hỗ trợ thêm thông tin chi tiết tới quý anh chị nha. Vậy rồi, và để Đạt đi quay lại ba mẫu xe đó cho quý anh chị mình cùng tham khảo nha. Những cái xe bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt bán ra sẽ cam kết quý anh chị là xe không đâm đụng nặng, ảnh hưởng kết cấu xe nè, xe chưa từng bị thủy kích ngập nước, và những cái mẫu xe đó vẫn còn hỗ trợ vay được nha quý anh chị. Rồi, đầu tiên trước mặt quý anh chị đây nè, đây là xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số tự động nha quý anh chị, 2.4 lít được sản xuất vào năm 2020, phân cũ nha quý anh chị. Xe mang một cái nước sơn màu bạc, biển số Sài Gòn luôn. Đó, bốn lớp xe là nguyên zin xe được sản xuất vào năm 2019. Đó, tình trạng lớp vẫn còn rất là ok nha quý anh chị. Bốn cái mâm á là vẫn còn chưa sơn sửa lại luôn, vẫn còn rất là ok luôn nha quý anh chị. Hiện tại xe mới đi được khoảng 75.000 cây số. 73.000 nha quý anh chị. Là xin lỗi, 73.000 cây số. Đó, xe số tự động nè, trang bị theo cái một cái màn hình Android, camera hành trình. Xe cũng được bọc trần 5D nè quý anh chị. Đó. Ghế da, điều khiển ghế nè, xe số 2020, xe này thì xe lắp ráp ở Việt Nam nha quý anh chị, không phải xe nhập. Và xe này thì hiện tại thì đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt chào bán với giá là 892 triệu nha quý anh chị. Đó. Xe màu bạc. Thì tất cả các mẫu xe bên Đạt bán ra đều còn thương lượng nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà mình mua xe thì lên xem xe trực tiếp đi, bên Đạt sẽ hỗ trợ về giá cho quý anh chị nha. Rồi, 892 triệu nha quý anh chị. Rồi, tiếp theo là Fortuner phiên bản máy dầu số sàn được sản xuất vào năm 2020 luôn. Mẫu xe này xe đi cực kỳ ít luôn quý anh chị, đi có 26.000 cây số thôi. Đó, xe như mới luôn, xe mới mang cái sơn màu trắng, biển Sài Gòn nha quý anh chị. Đó, bốn bánh xe còn vậy cui luôn quý anh chị, được sản xuất vào năm 2020 luôn nha. Bốn xe vậy cui luôn, đi hai mấy ngàn cây số à. Cái này nó bị mớp xíu nè, mà không phải là chủ cũ chạy nữa, nãy xe mới lấy về trưa quý anh chị, thì nó đậu ở chỗ này nè, nó đậu ở chỗ này nó hơi chuối chuối mà anh em chạy về cũng quên sơ ý, quên kéo bàn tay á, nó lủi vô xe phía trước đó, nên là nó bị mớp chỗ này chút xíu. Đăng kiểm phí đường bộ còn dài nha quý anh chị, còn cái năm trời nữa đó, mình tha hồ mình mua về mình không cần phải đi chờ đợi để mình đăng kiểm lại nha. Tem mát ở trên xe vẫn còn nè, đó, xe mới đi 26.000 cây số rồi đó, cũ số đâu quý anh chị, còn vậy cui luôn. Xe cũng được trang bị màn hình Android nè, đó, camera hành trình, bọc da ghế nè quý anh chị. Đó, da ghế này da ghế xịn đó quý anh chị. Đó, trần thì vẫn để là trần trần nỉ zin đó. À, và xe này thì hiện tại đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt chào bán với giá là 845 triệu nha quý anh chị. Đó, xe vẫn còn vay được luôn, 2020, hai xe 2020 vẫn còn vay được luôn. Và cuối cùng á là Fortuner phiên bản máy dầu số sàn được sản xuất vào năm 2017 nha quý anh chị. Đó, xe mang một nước sơn màu trắng, biển số 60, cái này qua hai đời chủ rồi. Và đang được bên Đạt chào bán giá là 752 triệu. Đó, xe này nhiều đồ chơi lắm quý anh chị. Đó, hiện tại thì xe mới về hôm qua, anh em chuẩn bị lấy vô nó làm kiểm tra 176 hạng mục của quý anh chị, 752 triệu nha quý anh chị. Đó, máy dầu số sàn 2017 vẫn còn hỗ trợ vay được nha quý anh chị. Rồi, thì nếu như mà quý anh chị nào mình đang quan tâm về một trong những cái sản phẩm Toyota Fortuner mà hiện tại bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Đạt đang có, thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp cho Đạt nha. Số điện thoại của Đạt là 0932 192 611 để Đạt hỗ trợ thêm thông tin chi tiết tới quý anh chị nhé.